thử anh bạn theo ở vô cảm vô quá trời rồi. Anh hai anh cầm nghịch chưa đó luôn đó nhà. Cảm ơn mọi người. Cố ơi. Không biết cao chứ tao với ông này bà con gần lắm đó. Không dám quá ông này tập rồi. Ông với tao bằng thằng đó. Tao thằng à. Tao lấy được cái nắp này lên đây nè. Nắp này lấy cho bé rồi. Lấy nắp mày bước lên coi cho ba tao nãy chạy tới gì vậy. Coi phụ lấy thương giờ phụ nha. Cái kia đâu vậy? Nó vô nó. Ừ. Cái thao nhỏ ta để xuống dưới cho nó để vô dễ hơn. À, chứ phải. Chảnh đi. Cái thao nhỏ đâu? Nó. Trời ơi, nó buồn rồi, chảnh lỡ. Rồi thao đi rồi con lên. Được, nó ra nó rửa. Rửa cái gì cô ấy? Bỏ vô đại hết đi rồi lên lửa. Mạnh nó, cái đống ngựa chảnh nó rửa. Nó ừ rửa luôn. Ông để dưới đây, ông đầy thao rửa lên luôn. Ông cứ kéo lên, cứ kéo xuống. Rửa đi con. Cắm gì ông cố, ông cố. Cái này nó còn hơn, nó một còn hơn bà nội nữa hả trời? Hơn. Ừ, này ông nội nữa, nó sao bà nội đó mà. Đó. Thương lắm. Tổng cả còn sáng giới trời. Quả ơi, quả ơi. Đổ ra đi giờ hai lần quậy rồi. Quải khóc lên quải ơi. Ờ trời không có cái bào nữa thì cắt nữa cho trơn. Vô tới đầu hơn cái lặn rồi luôn. Cái lặn rồi luôn. Nè. Chào bác. Cái phần nữa mà được chưa? Ơi. Bà nãy trưa ngoài nó bị ngoài mấy cái này nó bị đống rong một quả ổng chưa. Bà mất trước rồi. Ừ, bị đống rong. Không, không biển không được cái gì vậy. Chú bảo đã. Mất được cái nè. Ừ. Có gì chuyện gì không? Chị chuyện nằm dưới chứ không nằm chưa dính chỗ đó rồi. Trời ơi. Mũi ông nội cao dữ rồi ta. Cái này còn sống mũi luôn, còn cái ngoài kia nó mất tiêu tần. Cái thao đưa thao. Cao dữ à. Trời ơi, sống mũi ông nội cao dữ nha. Sống mũi còn nguyên à.